Vâng, lời đầu tiên xin chào tất cả các bạn của kênh Câu Cá Lóc Việt nhé. Ngày hôm nay thì ba anh em mình đi câu cá lóc mọi người ạ. Và phía đằng sau của mình đây thì mình cũng thấy có một cái hồ rất là đẹp, mà địa hình cực kỳ đẹp luôn. Và trời hôm nay rất là gió. Mong mọi người xem video cũng hết sức thông cảm cho mình. Ok, và bây giờ mình sẽ đi câu cho mọi người cùng xem nhé. À, mọi người ơi, cây cần mình câu được cái cần tô man nhé. Mình mua có 650.000 thôi. Và nếu mà ai có nhu cầu thì liên hệ với số điện thoại của mình là 0983 803 253. Mình sẽ mua giúp mọi người, ok. Các bạn ơi, lên một con nhá. Lên một con rồi mọi người. Tớ khai mào đầu tiên. Mọi người ơi, mình lên được con rồi mọi người. Các bạn ơi. Chỗ này nó dốc quá mọi người ạ. Đấy, tớ lên được con này. Đầu tiên nhá mọi người, khai mào nhá. Khai mạc, tớ khai mạc trước. Đấy, đi cho các cậu thấy đâu tớ nào. Trình quá cao. Trình mọi người đang phải thán phục quá rồi, mọi người bảo mình quá cao. Chưa lắp kịp dây. Chưa lắp kịp dây rồi, một con này mọi người. Đấy, ok. À, là cái này là túi nó túi nào vậy mọi người nhỉ? Đâu có cái túi này. Tiếc quá mọi người. Đã quá gần đi. Được con nào chưa bạn ơi? Con được 3 phát. Bây giờ ông bạn mình sẽ câu đây và mình sẽ lên trên kia nhá. Trên kia còn có một người bạn của mình nữa. Và bây giờ mình sẽ đi lên trên kia mọi người ạ. Đây là một người bạn của mình nữa, cũng đang câu bằng mồi nổi thôi. Ok, mình sẽ ra góc đằng kia nhá mọi người. Hồ này rất là rộng, thoải mái câu. Hút à? Những cái địa hình ở đây rất là đẹp mọi người ạ. Đấy, rất là đẹp và cũng rất là ít người câu. Khu Đắk Lắk mình là như vậy. Và đặc biệt là những cái như thế này không bao giờ có trích điện. Xin chia sẻ cùng mọi người này. Ui, ui. Thôi. Thế đấy mọi người ạ. Cũng lại xảy rồi. Bạn mình bên kia cũng bị xảy, mình bên này cũng xảy luôn. Để theo nhau ấy mọi người. Nó đuổi theo nó tao ghê thật.
giật quả đấy bị trượt tay ấy. Tôi đóng phát đấy bị trượt tay sơ ạ. Bị trượt tay. Không trượt thì chắc lên rồi. Đóng phát nó trượt tay. Ui gió nó đưa. Ông bị giật mình ạ. Tôi thì lại bị trượt tay. Ô nó đuổi hang thật đấy. Ừ nó đuổi hang lắm. Nó đuổi theo cỡ phải tầm độ khoảng 1 mét này. Nó còn nhảy qua cả một cái hàng rào nữa cơ. Thế thật. Nó nhảy qua cả một cái sợi rau muống. Ôi nó làm sao ấy, méo mó hết cả mà không lên được. Nhỏ quá rồi này. Sốc không sốc lưỡi ra được. Thế là sảy ba con ở đây rồi. Bạn mình một con, mình sảy hai con. Không to. Mọi người ơi, bạn mình vừa lên cá nha, bạn mình câu được cá mềm mọi người ạ. Ê dí sát vào đây tí cho các bác cái xem nào. Đấy. Bây giờ gió quá rồi, bây giờ tất cả ba anh em mình là phải tập trung đánh vào cá mềm. Người thì đánh cá mềm, người đánh cá sắt, bọn mình đánh cá sắt thì nãy giờ chưa thấy gì mọi người. Thấy kịch và phát thì cũng thấy kịch rồi đấy nhưng mà không lôi được lên con nào. Thì nãy giờ mới được hai con mọi người ạ. Thôi lòi. Được con có con to nó cắn thì mất mọi người. Bạn mình nó bảo cái con đấy chắc phải 2 cân. Khóa thẳng luôn cả ra cơ mà. Cứ bảo to đấy mới to vừa. Tôi lên thì cái con đúng phải loài. Mất con to quá. Khóa thẳng ghét cả ra. Thế cuối cùng thì... Bây giờ thay đổi các kiểu mồi đi bà con này, anh em ơi. Móm, thật sự móm. Cũng có bị giật sảy ấy. Thôi cũng sắp tối rồi đấy. Khả năng là phải cho mọi người xem cá trước đi, không tí tối cũng xem kịp. Đấy. Ba anh em gọi là chuẩn bị rất là kỹ. Rất là khủng hổ đấy. Một con. Để cẩn thận ông lại phụt xuống nước vậy thôi. Nói chung là được tầm được khoảng 5 lạng rồi mọi người ạ. Tính ra là được tầm 5 lạng rồi. Tôi cố gắng, anh em chúng tôi sẽ cố gắng, nếu câu tiếp được con nào thì anh em chúng tôi sẽ chia sẻ mọi người cùng xem tiếp nhá. Mọi người ơi, đây rồi, đây rồi. To thế. Và đi tìm con 2 kg của toàn đây ta. Suốt ngày 2 kg. Ừ. Mọi người ơi, mình vừa lên được con bống tượng này. Đấy. Bây giờ nó dãy giụa là nó cũng rất là khó khăn. Đấy. Thì, là con thứ ba nhưng mà con này nó béo quá. Thế chắc khả năng là mình thả con này ra mọi người. Đây. Con này nó bé có các bác ạ. Thế chị này. Ô. Mà sao đấy bóng tượng nhìn đẹp nhỉ? Rất đẹp nhé này. Làm cảnh nhá hơi bị đẹp ấy.
Lại xuống đây đấy. Tối rồi chắc cũng không đi không câu nữa mọi người ạ. 6 giờ hơn rồi. À, câu cũng không còn cá đấy, không thấy cá nó cắn đấy. Anh em mình chỉ được có hai con cá lóc, một con bống, còn dân sấy cũng nhiều anh ạ. Sợ đến mấy con ấy. Vâng mọi người nhé.